3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại một lần nữa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, tiếp tục. Chúng ta sẽ khởi động 6, 7, 8. Tương tự với chân phải, chân phải bước về phía trước, tạo thành một góc 90 độ. Hạ thấp trọng tâm dừng chạy. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah. Sorry, 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 sorry. Ủa đâu rồi? Rồi, ok. Năm cây thôi. Cỡ ăn chắc chừng hai cây. Nhanh chóng nha, chúng ta nhanh chóng chuẩn bị nha. Được 2 km là mình sẽ tới chạm nước thứ hai. Ê, tới chạm nước thứ hai rồi mọi người. Tiếp nước thôi. 2 km chạm nước thứ hai. Ơi, uống nước em ơi. Dạ, 2 km luôn em. Mới 2 cây à. Dạ, chỉ còn 100 mét cuối cùng. Mình đã chạy liên tục được hơn 30 phút. Đích tới rồi kìa mọi người. Dạ. Tới đó rồi. 100 mét cuối cùng. Cố lên nào. 100 mét cuối cùng. Ồ. Yeah, 100 mét cuối cùng. Oh. Yeah. Oh yeah. 100 mét cuối cùng. Wow. Okay, thank you. Yeah. Anh chị. Oh. Yeah. Chúc mừng đã hoàn thành nha, giỏi chân nghi tốt 200 quá. Xếp vào để hồi nữa mấy bạn đứng nữa.
Hello Billy, hello Billy. Xe mô tô qua đúng không? Cố lên anh, cố lên Tuấn ơi. Yeah. Rồi lấy huy chương anh, lấy huy chương. Yeah. Hay quá. Huy chương mang ơi. Ủa, không có. Cố lên. Cố lên, tay lên, nóng ghê, yeah, được cái chân rồi, yeah, thắng ghê. Còn tôi đi nữa, còn tôi đi nữa. Bây giờ mấy giờ chưa? Con có đồng hồ không? Không. Nhiều. Không biết. Ai đâu biết. Rồi được rồi. Đồng hồ chỉ đi đêm rồi. Bảy giờ rồi. Bảy giờ. Vậy là hồi nãy mình chạy được 45 phút. Phải không? Chưa chưa một tiếng, có 45 phút à? Ủa? Kéo xuống. Dạ dạ giờ cô kia có sẵn có quay cho mình kìa cô. Mẹ ơi, mẹ ơi. Đi vậy đó. Chắc mẹ khỏi mắt kính đi cho anh hai mắt kính đi. Hả? Có nè, giờ ba mẹ con mình chạy cô trắng quay kìa. Kìa cô trắng quay kìa. Con ăn nha. Vậy hồi nãy con đi đón con Minh. Rồi, chạy nè, chạy đi. Rồi hai đứa, bà hai đứa chạy đi. Chân quay chứ con chú giữ luôn nha. Gấp gấp gấp. Rồi chạy, chạy nha cô quay nha. Rồi chạy đi nè, chạy. Rồi chạy đi, 1, 2, 3, vô. Rồi dớt cái nón, quay lại, dớt cái nón rồi. Dớt, dớt đi. Chạy con, chạy, chạy. Cố lên, tới rồi, cố lên. Ôi, có nhiều cái hoạt động kìa. À, đây. 5 km cũng không chừng đâu. Hả? Thầy Minh Hiếu. Hiếu ơi, trong kia kìa. Sao? Rồi, lúc mấy? Sao? Anh quà đâu? Đó. Quà anh đâu, quà anh đâu? Chị Lê Đăng. Quà anh đâu? Lên đây bút giống anh. Dạ, dạ, ok. Chụp hình trước đi. Đó, quà chụp hình đâu? Chụp hình này. Đây, đây. Để chụp hình dưới. Một phần quà, em xin hiếu mọi người được phần quà. Mang về. Được phần quà. 5 km, 10 km là đúng có ngập thôi đấy không? Thấy nó nhỏ rồi chứ kìa con ha. Đúng rồi. Nước đầy đủ nè. Đồ ăn cũng đầy đủ nè. Đồ ăn đầy đủ. Cái gì? Hay đó. Đi ra đi anh. Để mình ra mình để mình ra mình giả bộ mình xin cái buổi trưa nữa. Để mình ra mình giả bộ mình xin cái buổi trưa. Cái cây cái gì? Đây mà đem cho con. Sao vậy? Ủa nó chưa 5 km hết rồi hả? Dạ, dạ. Không phải. Ủa? Anh thì chở về gần bác có gà anh không? Hả? Có gà chỗ cà phê anh không? Có. Đây đây đây, nói anh Hiếu. Hết rồi hả em? Dạ, hết đi chưa mà anh ơi. Hết cha rồi, giờ sao? Anh làm lại cái bài văn tổ chức á, anh đăng ký đi. Đây.
Dạ anh Ninh nha. Dạ anh Ninh. Dạ dạ. Giờ đã giờ luôn á. Giờ anh gì đó mình lấy đâu. Giờ anh thử vô chọc mà con nhấc. Ok. Ủa chị ơi, chạy chạy không mà chơi. Em lấy cái quy chương rồi. Hả? Em lấy cái quy chương rồi. Vậy luôn á. Vậy luôn á hả? Ừ, nó chạy về sớm lắm mà. Quên mất tiêu rồi. Thiệt không? Nó quay phim xong quên rồi. Mà bây giờ nó đến cái quy chương năm nay rồi. Được không? Giờ bây giờ ấy là em xin lại. Cái này này có rồi xong có gì phát sao. Ồ dạ. Còn nghe tên lý chưa chưa? Bây giờ là hết sao rồi, hết rồi. Có lạnh không em cho anh xin sợ. Lấy giỏ đồ đâu rồi? Nó lại lại chỗ mua cái quầy đông người đó. Dạ. Cái điện thoại thì cái tình hình đó. Là chưa được tâm được chứ. Ừ. Quá tốt rồi. Đầy đủ. Quá đầy đủ à? Em quất một bát bọn heo. Ô ô ô ba giờ tới luôn. Dữ dằn. Lâu lâu. 5 km thôi mà. Ừ, 2 vòng. Anh là 40 phút á. Không biết tí bao nhiêu phút. Em không coi nữa. Chỉ chắc sớm hơn anh khoảng chắc khoảng 15 phút. 10 phút à, 10 phút à. Khoảng 15 phút à. Giờ này mà có một số chạy chưa bè. Không phải, đây không có đèo. Không có đèo à. 10 km, nó về hết rồi. Về hết rồi. Nhanh lắm. Về hết rồi. Ừ. 5 tiếng rồi, tiếng thở tiếng. 10 km có 2 vòng chứ mấy. À. Bình thường là mình làm tiếng mấy đó. À. Anh em mình đi được khoảng tiếng mấy đó. Đúng rồi. Thì nó chạy là chở chừng cao lắm 1 tiếng. À. Không thần ấy chạy có 34 phút á. Ồ quá trời. Trần Duy Thọ đó là cái thằng cứu trụ viên. Cái thằng mà chạy đó, xe cứu họ xe nó hụt chạy liên tiếp luôn. Lúc nó chí ra quay đó là đó. Là nó tới đó. Về đó, à, nó về nhất đó. 34 phút. Mới tập có 1 tháng. Anh đứng ra trên dốc hầm chờ em đi. Đứng đây ha. Ok.